chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông dương nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ, những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau rạn vỡ. Nếu từ giã thuyền rồi biển chỉ còn sóng gió, nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố, nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố. Triệu Phú, Triệu Phú, mày pha cốc tay chưa xong mày tính bỏ đi đâu đó mày? Con ra ngoài bến cảng đón tàu rồi con về liền, ba pha giùm con đi ba. Cái thằng chết bầm, tàu về kể nó chứ, mày làm xong rồi mày đi không được sao? Trời ơi, không có được mà ba, tàu cập bến là con phải có mặt để đón nó mới được, chứ nếu mà con ra trễ là nó bay hơi hết. Hơi gì mà bay chứ? Ba không biết chứ mỗi lần mà tàu về đó, mà nếu con không đón nó kịp đó, là con chịu không có được, tối về con ngủ không có được. Sao vậy? Con muốn được đón nó và để nó trao cho con từ muôn phương về bên cảng quyện trong thân tàu rất nhiều hơi thở, dường như đều mến thân yêu con, nghe như có tiếng tự tình cùng với con thầm nhủ chuyện phương xa như mời như gọi ba ơi. Mày là con trai ông già phán rượu, nghiệp mà kế truyền chẳng học cũng chẳng lo, lại cứ mơ tàu vượt sông muôn trùng, lòng khát khao mộng vượt trùng dương, con mơ một ngày được sống trên tàu, gào sống muôn trùng thỏa chí bình sinh. Con muốn gì tùy con, ba không ép, nhưng bây giờ phải pha xong bình cốc tay rồi đi. Con nói không có được mà, con đi liền kẻo nó bay hơi hết. Tối nay con ngủ không có được thôi, con đi nghe ba. Bye bye. Phú, phú, phú. Trời ơi, mới nói nó bay liền. Cái thằng con trai duy nhất này của mình, chắc nó không ở bên cha nó lâu đâu. Anh Phong, anh thấy con Phương Nga có qua đây không? Phương Nga là con chị hay con tôi? Anh đừng có hỏi đố tôi. Phương Nga nó là con gái tôi mới đi kiếm nó chứ. Ủa? Nó là con gái chị mà nó đi đâu á, nó không nói với chị sao? Anh đừng có nói cái giọng móc hồng nói với tôi nghe. Sao lại, sao chị lại hỏi tôi? Con gái chị đi đâu rồi nó không cho chị biết sao? Con tôi nó đi đâu á, nó cũng cho tôi biết hết à. Chỉ trừ qua nhà anh thôi. Ủa sao kỳ vậy? Thì tại thằng Phú, con trai anh chứ sao kỳ. Thằng Phú nó cứ rù rì rủ rỉ con nhỏ hoài hà. Anh coi chừng thằng con trai anh đó, nói cho anh biết đó. Ôi, tụi nó còn trẻ, đứa là con trai xe ly bạc độc thân, nghe không? Còn đứa là con gái còn son da, mắt nha mớ chi tôi phải coi chừng. Anh nói vậy hai hả? Đứa nó thích nhau mà lỡ thương nhau thì làm đám cưới tôi với chị nên mừng. Anh nói dễ nghe tôi thì mừng không có đặng. Con tôi còn nhỏ, tôi chưa muốn gả chồng. Chị không muốn mà nó muốn á, chị cũng đừng hòng. Sao vậy? Chị có cột trói thì nó cũng bứt dây. Nói cho anh biết nha, con tôi đâu phải là con bứt dậy. Nhưng nó đã yêu chị vậy cũng bằng thừa. Kệ tôi, kỹ lưỡng khó khăn, nó sợ nó phải chừa. Bởi vậy tôi cứ canh chừng không một phút buông lơi. Chị canh chừng á, chị nên canh chừng ông Thuận. Sao? Tôi thấy ông hay tới lui nhà chị thường ngày. Ông tới nhà tôi hoài á, ở thì có sao đâu. Ông là đàn ông chết vợ, tôi là gái chết chồng. Thứ đàn ông gì ăn cơm nhà nhỏ thiên hạ, cặp mắt láo liên xỉa soi chuyện nhà người. Ý anh muốn nói ông Thuận thường tới mỗi ngày là ông có ý thương con nhỏ chứ không phải thương tôi. Biết đâu. Cái thứ gì mà ăn nói loạn ngôn hả? Sao loạn? Ông Thuận ông già hai thứ tóc mà thương con Phương Nga, gái mới lớn à? Biết đâu được. Thứ cha già khó ưa, không thèm nói chuyện với anh nữa.
À, chị Thùy ơi, chị về mà chị còn bỏ quên nè. Quên cái gì? Quên cái chỗ ngồi. Không thèm chào. Về, yeah, bye. Trùng Dương ơi, sao cứ mời gọi ta với nỗi khát khao tột cùng. Ta mơ tiếng hát thiên thư, ta yêu cuộc sống Trùng Dương, ta yêu biển, ta yêu biển. Gạo sông muốn trùng, hồn ta phơi phới theo muôn đường sông Dương. Dương trong gió, trong sóng gào, mà lòng ta vẫn nghe biển gào sông tên. Anh Triều Phương, tình đôi ta là điệp trùng, tình cho ta biết bao nhiêu là ôi mơ ước như sóng cuồng, vì ngàn năm ước mơ như mây trời bay. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa, biển gọi ân cần mời đón ta. Biển xanh bát ngát, chân trời xanh hát ca, dù ngàn hai ly vẫn không xa. Tình từ biên trời cùng ái ân, ngàn lượt tâm tình mình cũng dâng. Tình yêu tuổi trẻ, tiếng trời tươi thắm xuân, không còn những gì hành xa tôi dịu dời. Nước ôm tàu âu yếm tàu, và sóng đang nhỏ to tâm sự lời tư tình tố tí. Những chuyện buồn vui vừa nếm trái, và bàn luận cho một cuộc phiêu du sắp tới. Sẽ còn biết bao điều kỳ thú cho tàu và biển trong trời nước muôn trùng. Anh đang ôm mộng dược trùng dương, cùng sóng nước dậy dùng. Yêu em hơn em, yêu biết hay em, anh ơi mong thắm ơn cần tha thiết. Mờ dược trùng dương, bão tố dâng cao, cuộc tình này ngàn kiếp vẫn không hề phai. Ngoài tình yêu em, anh còn mang riêng tình biệt cả. Đời hạnh phúc, đời đau buồn, đời như cơn bão hay như là bên trong xa mãi thương nhớ. Dù ngàn năm vẫn không bao giờ nhạt phai. Kèo phố anh ơi, anh có yêu cho đời qua một lần xuống sắc mà thôi. Người đi muôn trùng vui gió ngàn phương qua đau thương sớm phai tàn. Sống chưa chờ cách giang hồ thương ai thương hoài ngàn năm. Đời con gái là như thế đó, chỉ mong được sống với mình yêu một giá sắc son chung thủy chung đời. Nhưng nếu mai đây anh cứ xa đi biển biết mấy phương trời, dù lòng em chỉ có một tâm tình yêu tha thiết. Nếu anh yêu biển xa đi em thầy đành phụ tình anh. Thà em sống không yên bên một kẻ yêu mình, chứ không thể sống với người chồng yêu biển.
chỉ nói một lời anh tùy quyền, chọn lựa dù đời em sau này tân khổ em cũng đành trăng. Ơi em hãy chiều anh, em hãy giúp anh một lần thỏa mộng trùng dương. Không, không, em chỉ nói một lời thề nguyện quyết chẳng đổi dời. Những soi gương kim cổ rạng ngời, nhiều liệt phổ hy sinh vì chồng mà chờ đợi kiến trinh cho chồng thỏa mộng trùng dương. Anh đừng ca ngợi dù em hàng, để bỏ mặc em chờ đợi heo cu. Không, không, Nga, em đi nghe anh nói. Cậu Triều Phương, Phương Nga. Mẹ. Phương Nga, mẹ biểu con phải về. Còn cậu, tôi cấm cậu chứ dở trò. Mà dù dỗ con gái tôi. Mẹ ơi, mẹ đừng nói vậy. Con nay cũng lớn khôn rồi. Con lớn chớ chưa không gì. Nghe lời mẹ hãy về ngay. Dạ thưa bác, nhưng mà con thương Nga mà bác. Thì phải hỏi cưới cho đàng hoàng, như vậy là không có được. Phương Nga, theo má về, mau đi. Cô Nga, chào cô Nga. Kìa, chú Thuận, mời chú ngồi chơi. Mời chú uống nước. Má cháu mới đi với dì ba đó. Chú kiếm má cháu có việc gì không? À không không, tôi đâu có kiếm bà Bảy. Vậy chứ chú tới kiếm ai vậy? Tôi tới đây tôi kiếm... tới chơi. Tới chú chơi. Làm gì có vẻ ngập ngừng vậy? Má cháu nói cho cháu nghe hết rồi. Má cháu nói ngày nào chú cũng tới đây hết phải không? Phải, nhưng... Chú khỏi phải nói nhưng nhị gì hết á. Chú đã nói chuyện với má cháu chưa? Chưa. Thì chú nói đi, ngại gì. Chú lớn tuổi, vợ chết đã lâu, má cháu cũng vậy. Ở vậy nuôi cháu 90 năm nay rồi. Nga, tôi muốn nói... Cháu nghĩ chú nên nói với má cháu đi. Cháu không dám nghe tâm sự của người lớn đâu. Chú Thuận à, xin phép chú nha, cho cháu hỏi một câu nha. À, Nga muốn hỏi gì cứ hỏi đi Nga. Người ta đàn ông hay đàn bà lớn tuổi đã từng trải việc đời thì có còn yêu nữa hay không hả chú? Là con người còn sống còn hơi thở, là vẫn mong và thèm khát tình yêu. Nhưng tình yêu của người lớn tuổi rồi có giống như bọn trẻ mới lớn hay không? Có ngập ngừng e thẹn lúc ngỏ lời yêu. Có người ta dẫu một đời dài dàng, khi yêu chân thành vẫn e sợ ngại lo, tình sẽ đáng yêu trân trọng vô cùng. Được rồi, vậy chú để cháu giúp cho. Cháu thấy chú tưởng đây giàu có lại hiền lành, cháu rất vui lòng gọi chú bằng ba. Ý Nga đừng có nói vậy, tôi không có ý gì với bà Bảy hết á. Ủa, mà sao ngày nào chú cũng lại đây tìm nói chuyện với má cháu hoài vậy? Mà theo cháu thấy á, dường như là chú đang yêu mà. Phải rồi, tôi đang yêu đúng rồi. Thấy không, cháu nói trúng mà. Má cháu cũng quả quyết là chú để ý thương yêu bả đó. Hả? Không phải đâu. Tôi đang yêu mà không phải yêu bà Bảy đâu. Vậy chứ chú yêu ai? Nga ơi, tôi yêu Nga. Ê trời đất ơi, tôi muốn xỉu. Chú đừng có nói giỡn chơi nghe tội lắm. Chú thử nhìn tuổi của chú đang như cha, làm sao gọi đó vợ đây chồng. Chú đừng có nói vậy không nên. Lòng tôi thật sự yêu Nga. Nga ơi, tình yêu không bao giờ phân biệt giàu hay nghèo, già trẻ đâu Nga. Tôi yêu Nga tha thiết chân thành, nên mỗi ngày cần thấy được mặt Nga. Chú, trời ơi chú ơi, coi chừng loạn hương thương
cháu như vậy yêu chú không có được đâu. Nga ơi, sao là nói với tôi những lời vô tâm như khối đá ngàn cân đè ngọt trái tim tâm sự. Những người con gái trẻ khi yêu thường lạc lầm sống chết liều thân lấy được người mình yêu chứ đâu chịu hiểu cái khôn ngoan muốn cho vẹn toàn hạnh phúc là chỉ nên làm vợ cho kẻ đã yêu mình. Nga thử đem so trên thế gian biết bao cặp nhân tình. Dù yêu nhau nhưng vẫn có nhiều nặng nhẹ. Kẻ nặng lòng yêu nhiều hơn là thua thiệt đắng cay. Nga ơi, cuộc đời tôi được trải qua nhiều kinh nghiệm vạn dài. Tôi đã lớn tình yêu cũng càng to càng chín. Tôi biết lòng Nga hiện giờ đã cứng lòng nơi khác. Nếu Nga cần tôi sẵn sàng vì Nga sáng sẽ vui buồn. Chú Thuận, chú nói là cái cháu sùng mình ở sự sống quá à. Không được đâu chú ơi. Nga, tại sao lại không được Nga? Nga ơi, trong cuộc tình này tôi đã chấp nhận Nga chẳng yêu tôi. Nhưng nhất định tôi yêu Nga không có gì hơn được. Nga ơi, Nga hãy suy nghĩ kỹ đi rồi nói cho tôi biết đi Nga. Nga. Chú Thuận à, người ta thường nói, con tim nó có lý lẽ riêng tư của nó, đừng ngại mong đem lý trí xa mà giải thích nửa tình yêu. Đúng, tôi yêu Nga tha thiết yêu biết bao nhiêu, không đem lý trí phân biệt kẻ già giai cấp. Chú Thuận ơi, tôi nghe chú nói tưởng chừng trời sắp già muôn ngủ trăm năm như công chúa ngủ trong rừng. Đừng Nga ơi, đừng nói chi những lời đau xót ấy làm cho tim tôi đau bút. Tôi tuy già nhưng cái tim tôi vẫn trẻ, vậy Nga cứ yêu tôi đi rồi Nga sẽ thấy. Nga cứ yêu tôi rồi Nga sẽ hiểu tình tôi. Nga ơi, tình dẫu không thành, tôi mong Nga chọn được người xứng đáng để sống trong hạnh phúc yên vui. Tôi sẵn sàng chờ đợi Nga. Chào Nga. Bác Phong, anh Tri Phú đâu? Nó đã bỏ cha nó bỏ cháu, không một lời từ biệt, đi theo tiếng gọi của biển rồi. Trời ơi, bác Phong ơi, tại sao anh đi mà anh không chịu nói với con một tiếng? Nó không nói, không hẹn với con, là người yêu của nó thì mong gì nó cho cha nó biết được. Anh Phú ơi, mặc cho em hâm dọa, mới tuần trước mình còn hẹn với nhau mà. Hôm chia tay chiều chủ nhật, anh bảo rằng tuần sau anh tới. Thấy một nụ hoa xinh xinh màu xiêm tím, anh cài lên mái tóc thề. Rồi hẹn tuần sau khi nghe còi táo ru, anh sẽ tới thăm mềm. Không nên chờ và nhớ bao đêm rồi không ngủ cho héo mòn lưu tầm thương. Bao trong mong ngày chủ nhật đã đến rồi, trời sao không nắng, chỉ sợ trời mưa cho anh ai không đến để mình em đêm thương chờ. Ngập ngừng hồi lâu khi em cho áo tím cứ anh nói yêu em xinh mẹ ra phú, mẹ tươi cười khẽ nói con gái mẹ thật là xinh. Con đâu về đi kiếm hay tình người xưa đã theo biển gọi mong trông. Bác
lạc người vui, gió muôn phương cô ôm lòng đau nhục tôi tệ ơi. Coi như tiền về bến các con đợi chờ ai vui riêng mộng lớn bỏ mặt cho con bờ giờ tuổi nhục vô cùng. Anh có nghe lời em phán trách giang trong tiếng sóng muôn trùng. Một buổi xa đi anh không nói một lời giả biệt thì tôi coi như là mình thật sự mất nhau. Bác ơi anh phụ xa đi mang theo cả hồn con sầu và để lại cho con một nụ tình đầy ô nhục. Nếu mai kia bác có thơ tờ cho anh xin nói hết là hãy coi như con đã chết từ lâu rồi. Phương à, cháu đừng có nói vậy. Thằng con trai với nhiệt tình tuổi trẻ nên mới hành động ngông cuồng như vậy. Bác tin có ngày nó sẽ về tìm cháu mà thôi. Con khổ tâm quá bác ơi. Đừng có buồn nữa con. Bao yêu thương chốn hẹn hò, chứng kiến bao lời thề tình yêu vừa lên xưa. Anh hay nói rằng yêu em luôn một lòng chung thủy, dù đời lắm đôi thay. Anh mơ kiếp sống bồng bềnh, xem hoa biến nở dài. Anh đi không nổi, cho em luôn ngóng chờ anh, âu lo từng giây phút, lệ buông qua ước mi. Phương Nga ơi, con nên biết bác đã sống một thời trai trẻ với nhiều lãng mạn. Bác biết thằng cũ mà không toại quyền yêu biển thì cuộc sống hắt hiu tàn héo cuộc đời. Bác xin con giữ cho tròn cái đẹp kiên trinh chung thủy đợi chờ. Đời đãi bàn dấu có cần tung bay ngàn dặm gió, vẫn luôn nhớ trong lòng tố cũ em năm nghỉ ngơi. Không, anh cũng đã gieo cho con đau hơn trốn đời, nhưng con có cách riêng nuôi tình yêu khôn lớn. Đừng dối giá dòng thân mà cam tâm sống gượng, bác sẽ lo cho con em đẹp chu toàn. Tôi đã sống cuộc tình, con biết lo cho mình. Dù trăm ngàn đau thương và muôn ngàn tay ương, con sẽ không Phương Nga cháu. Anh còn có mỗi cây đàn, anh đem là đem bán luôn, anh theo là theo cô hàng. Hàng trẻ xanh tình tình tan là tan tình tình, cô hàng rằng cô nàng ơi, rằng có biết đi cho chẳng, rằng có nhớ nhớ hay chẳng. Ông Thuận kia, Nga, Nga tới chơi. Ôi hân hạnh cho tôi quá. Mời Nga, mời Nga, mời Nga. Nga đẹp quá. Nga ơi, Nga dùng gì nè? Cà phê sữa nha, hay là Nga uống coca nha Nga? Cảm ơn ông đừng bận lòng. Ông Thuận, xin lỗi ông trước. Mục đích tôi đến đây là muốn nhờ ông một việc. À, một việc hả?
100 việc tôi cũng sẵn sàng nữa. Nhưng mà không biết việc đó tôi có làm nổi không nữa. Nổi chứ, được chứ. Nhưng rất khó khăn. Rất khó khăn. À, nhưng mà khó khăn cách nào? Tôi xin nhận lãnh. Miễn là mình làm được cái gì đó để giúp cho Nga. Nga ơi, Nga nói đi Nga. Xin nói trước, đây là một việc sẽ gây nhiều đau khổ cho ông. Tôi tin ông và xin được nói với ông bằng lời thẳng thắn là nếu được thì nhận, còn không được thì cứ việc vui từ. Tôi không hờn trách ông đâu. Nga, một lời tôi đã nói ra, xin Nga chớ nên ngại ngùng. Miễn giúp được Nga vui lòng đẹp và là thuận, tôi không bao giờ ân hận. Tấm lòng xin chứng có thiên cao, nếu sai hoa xin sắm xét búa rìu. Tôi đã tin rồi, xin ông đừng thề thuốc. Lời tôi thuốc cũng ngượng ngùng, xin ông đừng khinh rẻ. Đời tôi trải lắm phong ba, giới tình yêu làm sao có điều khinh rẻ. Vậy thì Nga cứ nói đi Nga, Nga muốn giúp gì tôi sẽ giúp cho Nga. Nhờ ông cưới tôi ngay, khi nếu ông thương tình, tôi nói cho ông được là tôi đã thích thân. Với ông tôi không gian tình, vì lòng mình vẫn yêu người ta. Nga, tôi biết mà, không ai thương Nga bằng tôi đâu. Tôi giờ tôi đời đâu còn con kẻ, cưới Nga yêu nào thì vì hương sắc xinh xinh. Đã yêu xa chi tự hào làm một người đến Nga đầu tiên. Yêu thương có khi âm thầm tìm, dừng gây sướng vui cho người yêu. Nga ơi, tôi tưởng như giấc mơ vậy đó Nga. Ông Thuận, thật lòng ông chẳng bâng khuâng sao? Tôi đâu còn ngây thơ. Dù Nga chẳng hề yêu tôi, với Nga thật lòng tôi yêu. Thật bất ngờ quá, tôi không dè lòng ông quảng đại quá. Ông chấp nhận mọi điều kiện, không hề e ngại ngập ngừng. Sao mà lại ngập ngừng Nga? Vì đó là điều mong muốn của tôi mà. Nga biết không, được Nga, tôi mừng cũng như là được cục vàng vậy đó. Thuận lợi quá làm tôi đâm sợ. Ông Thuận à, xin được nói rõ hết với ông là ông có biết tôi yêu Triệu Phú, con trai ông Phong, chủ nhà hàng bến cảng này không? Biết chứ sao lại không? Nhưng mà đâu có sao, vì bây giờ Nga đâu có còn yêu Triệu Phú nữa, mà Nga là vợ của tôi rồi, thì chuyện đó coi như là dĩ vãng, không sao hết. Ông bằng lòng cưới tôi? Phải. Coi như ông bảo toàn gánh giữ nhà tôi. Ừ. Cho má tôi khỏi tuổi buồn, và con tôi nó được có cha. Vì hiện giờ tôi đã mang thai. Nga, tôi sẽ rất vui mà được nhận nó là con. Nga hãy cứ yên tâm, việc này xin ông giữ cho tròn bí mật. Chỉ tôi và ông rõ biết những ân tình mà tôi ông cùng giấu dần. Nga, rằng lòng tôi sẽ đàng hoàng tương lễ cưới xin, âm thầm im lặng yêu vợ thương con. Ông cam tâm yên lặng sống làm chồng, tôi xin tình nguyện cam lòng. Dẫu sau này mắt tình buồn vui ông hành hạ, tôi thề không một tiếng thở than. Ngài đừng lo chi chuyện ấy,
sinh mà vì hân hoan tìm được một nụ tình yêu đang nở ngát đời. Dẫu rằng chẳng được yêu nhưng tôi vẫn vui đây được dâng lòng trọn vẹn yêu người. Sống với tôi Nga trọn quyền nhớ thương người cũ. Nếu người về Nga bằng lòng tôi xin trả cho người ta. Vì tình yêu không thể ép buộc gian này và lý trí khó chen lời khôn ngoan khuyến nhủ. Vì con tim bảo thả mình lấy người mình yêu dấu chớ chẳng thèm khôn ngoan để lấy kẻ yêu mình. Như vậy là ông hoàn toàn không ân hận? Không hề có chuyện đó. Như vậy đủ rồi, tôi về và chờ ông. Ngày mai tôi sẽ tới xin cưới Nga. Nga ơi, Nga bảo trọng nha Nga. Cảm ơn ông. Lòng như rạc rào tìm thấy hương thơ, gió mùa thu dường như kéo xuân về. Người đâu hay đến đây tìm ơi phải hay chăng? Tình yêu sao cuối trong đời và viết nhớ thương. Má, có ông Thuận tới muốn gặp má kìa. Hả? Ông Thuận tới hả? Được rồi, để má ra má tiếp nha con. Má, gì đây con? Ông tới bữa nay trịnh trọng lắm, có rượu bánh trà quả đàng hoàng. Má cũng phải lo sửa soạn cho đẹp mới được. Làm như đến đám nói đám hỏi gì đó. Vậy hả? Trời ơi, ông nay ăn mặc trịnh trọng đẹp lắm hả con? Dạ. Như vậy thì má cũng phải sửa soạn cho đẹp để làm cái câu đối với ổng chứ ha con ha. Vậy thì má đi liền, con thay má một chút đi, chờ mắt má khi về lại cho tươi nụ cười. Má, má cần làm đẹp nhưng phải mau, nếu không là bất lịch sự má ơi. Ông ta chờ. Được rồi. Dạ, chào anh. Dạ, con xin chào. Dạ, xin phép được gọi chị như thường ngày, nghe chị. Có chị. Dạ. Anh Thuận cứ tự nhiên đi ạ. Chừng nào làm xong hãy thay đổi cách xưng hô, thay đổi sớm chi. Ủa, nói vậy chị đã hiểu ý của tôi rồi hả? Hiểu anh, tôi hiểu nhiều, tôi đã hiểu anh từ bao giờ rồi. Ta ơn ai thấu hiểu mạnh tim chuông máu hồng tình biển luôn ấp ủ đến nay không giấu lòng. Và hôm nay xin lên tiếng nói lòng riêng tôi ấp ủ tiếng nói thương nhớ qua bao nhiêu ngày tôi ngỏ lời xin cười kết tơ duyên tầng. Anh Thuận ơi, tôi hiểu rõ lòng anh, tôi luôn chờ đợi. Vì ông lẽ cột lại tìm trâu anh nín cấm, tôi cũng đành cấm nín tới bây giờ. Tuổi anh đâu phải với tình trường anh còn ngơ ngác dài cờ. Anh đã yêu mà sao không chịu nói? Bởi cũng có điều thiệt lòng e ngại khó coi. Tôi với anh cũng vừa lứa, coi cũng xứng đôi. Tôi chết chồng, còn anh thì chết giờ. Nồi lẻ chung lối cứ tự do ước tới. Nay anh đã tới đây coi như tôi đã bằng lòng. Ê, không phải, tôi tới đây hôm nay không phải để xin cưới. Cưới má? Gì? Anh nói vậy là anh tính à? Tính. Vâng, hôm nay tôi đến đây để xin cưới. Cưới ai?
cưới con của má. Má ơi, trời ơi, anh làm tôi sổ một cái rầm, không biết là con Nga nó chịu ăn không. Dạ chịu, vì con đã bàn với Nga rồi. Má ơi, trời ơi, anh kêu tôi bằng má ghê quá. Đừng má ơi, con đã thuận ưng ông Thuận đây, chúng con đã nhất tâm ông Thuận tới ngõ lời. Bây giờ xin má hãy chấp thuận duyên con. Má, tuổi tác xó lê nhưng Nga đã bằng lòng, từ giờ này con xin gọi má Nhạc Gia. Trời ơi, hai người đã tự do bàn ưng thuận trước nhau rồi, còn làm bộ chi cho tôi phải lạc lầm. Hai người cứ muốn cần gì nói tôi chi. Dạ thưa, thưa má Nhạc Gia ơi, xin má hãy rộng lượng thương tình. Nga ơi, dường như con chịu quy mình, triều phú với con có gì khó xử phải không con? Má, ông Thuận dạy con tìm thấy cách tìm khôn ngoan hạnh phúc, lấy người mình yêu đâu bằng kẻ đã yêu mình. Đúng vậy đó má. Nga ơi, tuy má giận và má nổi bất bình, nhưng má vẫn không nỡ nói được lời từ chối. Nếu con đã thấy và chọn đây là hạnh phúc thì má cũng bằng lòng cho ông Thuận cưới con. Nga ơi, má đã bằng lòng rồi. Dạ, con đội ơn má. Cảm ơn má rất nhiều. Ai đó? Ai leo cửa sổ đó? Chứ Năm ơi, tôi đây, tôi là Triệu Phú đây. Hả? Anh Triệu Phú? Anh đã về? Phải, tôi mới về. Và sáng mai tôi lại đi. Tàu vẫn còn ở đảo Hoàng Sa, bởi cần đưa một vài bộ phận hải học cơ về. Tôi nóng ruột nên lén tháp tùng mấy người thợ máy về đây. Thành ra tôi mới đường đột đến thăm bạn. Anh nóng ruột vì nhớ quê hương à? Phải, tôi nhớ ba tôi, nhớ thành bổ biển này, và nhớ tất cả. Bây giờ nếu tôi muốn ở lại, tôi có thể ở lại luôn. Chỗ của tôi rất dễ tìm người thay thế mà. Anh có ý gì lại nói, nếu tôi muốn, anh có muốn thật không? Anh không còn yêu biển với những chân trời xa lạ nữa hay sao? Tôi ôm hoài bão giống như người tham dự cuộc đua, chiến thắng là mức đơn, kẻ thắng ngay thua khi bước chân dậm lên bước đơn, tất cả đều kiệt sức ra rời. Tài ôm chiến thắng buồn lời, có kẻ còn gục ngã xác sơ như tương bình sau buổi trận tàn. Xưa nay chiếc quy chương nào cũng vậy, vẫn còn mặc cái đau thương và thất bại. Nghỉ ngơi rồi tiếp tục những cuộc đua sau đó, chẳng qua là để trả nợ đời.
như vậy có nghĩa là anh đem lòng yêu biển cả, đem cả ơn ai dân tình mà không tìm ra hạnh phúc. Với phương trời xa không làm anh tội lòng bước. Cái sung sướng chỉ thật sự vô biên khi con người còn tưởng vọng ước mơ. Anh nói thế có nghĩa là sao? Này nha, tại sao em thành hôn với ông Thuận mau quá vậy? Tại sao em chẳng chịu chờ anh? Anh đi đi, đừng hỏi gì nữa hết. Về đứa bé thì sao? Anh thấy có một điều gì đó không ổn. Anh đừng có nhắc nữa, anh hãy đi đi. Nếu quả thật nó là con trai của ông Thuận, có nghĩa là khi anh còn ở nhà, em đã là nhân tình của ông ấy, hoặc nó là con của anh. Chỉ có hai giải đáp như thế thôi, em nghĩ thế nào? Đúng, có thể chỉ có hai giải đáp đó thôi, tùy anh suy luận. Bây giờ, đi, anh đi đi. À, có người đến, anh tạm lánh mặt cái đã. Má ha má. Ờ, má nè con. Ông Thuận ghé lại nhờ má mang bó hoa này cho con và nhắn lại ông phải đi Nha Trang gấp. Dạ, má đưa con cắm vào bình. Ờ, đâu, cháu ngoại của má đâu? Dạ, nó ngủ ở trong phòng đó má. À, thôi, nó ngủ thì má không có phá giấc ngủ của nó đâu. À, Nga, ông dạ. Thuận không biết ông ngày ngà lắm. Nga à, nhớ lại cái ngày ông Thuận tới anh xin hỏi cưới con á. Má mắc cỡ quá à. Má, cũng là một chuyện vui thôi má à. Ờ, mà má muốn nhắc lại cho con hiểu bụng má. Không phải thì thôi. Ây, bữa đó nghe ông ngỏ lời xin cưới á, má chợt nghe lòng mình ấm lên. Và mắt má lúc đó chắc sáng long lanh. Má tưởng rằng ông cưới má ngon hơn, nào ngờ ông cưới con. Má tẹt tò chắc khó coi. Má, con đã nói hết tâm sự của con rồi, má còn nhắc lại làm gì? Dĩ vãng xin hãy chôn vùi, cười lại làm gì vết thương xưa? Nhà khi nói ra, má mới biết con có thay cùng thằng Kiều Phú. Con đã vì danh dự của mẹ con nên xin ông Thuận minh bạch hôn nhân. Má, lòng mẹ thương con mang khổ nhục sanh đường, má mới không còn ghen và giận hờn. Má ơi, đừng nói nữa làm gì, bây giờ má còn thương con không? Bây giờ má có hai tấm tình thương, thương con nhiều, thương cháu ngoại nhiều hơn. Nghĩ giận thằng Triều Phú bà tình chơi qua rồi vùi dập thân qua, ông Thuận mới là người tình thâm nghĩa trong, hòn máu của người ta mỏng nuôi dưỡng thâm tình, mỗi miếng ăn mỗi bước chân nhỏ dài tờ ông luôn trân trọng và nâng niu. Má ơi, con lại má. Má đừng nhắc hoài. Từ nhỏ nó lớn lên nó mặc cảm, nó hơn cha mẹ của nó. Ờ, thôi, con không cho má nhắc nữa thì thôi. Má vô má đựng cháu ngoại má à. Nga, có phải chồng em đã đi vắng? Dạ. Tại sao hồi nãy em không nói? Anh có hỏi đâu mà em nói. Dư anh, em còn giữ ý như vậy sao? Như vậy thằng bé đó đúng là con của anh rồi. Trời ơi, anh là một thằng đàn ông khốn nạn, bỏ mặc em với nỗi đau bất hạnh. Anh đã bỏ con anh, bỏ rơi một đứa con thơ dại. Anh quả là một thằng đàn ông khốn nạn mà. Anh Triệu Phú, đừng kêu trời và đau khổ nữa.
tất cả đều đã muộn. Em còn nhớ trong ngày em sanh nở, khi con vừa cất tiếng khóc chào đời, một giọng nói mừng rỡ chân thành thốt ra: "Ồ, con tôi xinh, con tôi đẹp quá." Một giọng nói chưa chan tình phụ tử đó lại không phải chính miệng của người cha đã gieo mầm đầu tiên cho con trẻ ra đời. Đôi dòng lệ tuổi cực trào lên đau thương một kiếp con người. Người ta vẫn cứ tưởng rằng em không mừng hạnh phúc, người ta thật ra yêu em mà em cứ liên tưởng đến anh. Em như người chết đuối vì danh dự gia đình của mẹ của em. Con em tùy thuộc lòng hy sinh của người ấy và em đã tự gian sinh. Người ta con đường cứu chuộc dù em tự vùi chôn tuổi thanh xuân và tình yêu duy nhất. Anh cúi đầu nhận tội và xin em tha thứ cho anh. Em thứ tha anh từ lâu rồi, bởi vì anh không hiểu được tình em. Đúng, em nói đúng, anh là một thằng ngốc nha. Anh cũng không hiểu rõ tình anh. Anh tưởng đâu đời tay chỉ cần thỏa mộng tan bồng. Ngày đầu xuống tàu anh sung sướng như chắp cánh bay cao. Em biết hết tất cả rồi, khi đọc mấy bức thư đầu anh gửi ba anh. Chừng như mọi điều đẹp nhất trên trần gian đối với anh đều trở thành vô nghĩa. Nhưng đến khi ảo vọng lắng xuống với niềm nhục vinh công việc, anh mới cảm thấy cô đơn và bỗng thèm khát một mái ấm gia đình, một bếp lửa nồng ân ái. Nhìn vào khoảng không gian trời biển mênh mông, anh ta thiết nhớ em khao khát ngả mình ru giấc phong sương bên người bạn chung tình. Hình ảnh em cứ hiện về trong giấc ngủ cô đơn đêm biển mịt mùng. Tất cả đó chỉ là ảo ảnh, những lưu luyến cũ sẽ tàn đi và quên lãng với thời gian. Làm sao lãng quên được đêm nghe sóng vỗ mãn tàu, cứ nghe tiếng em gào trong tiếng gió. Như vậy hồn anh không chết được niềm đau quá khứ. Hương ấy ân xưa về càng thêm ngào ngạt mùi hương. Còn em, anh đi mà không một lời từ biệt. Thôi những ngày tháng đó em đã ra sao, nhất là những buổi chiều mưa. Anh cũng thường nhớ những buổi chiều mưa đây mà. Rơi trên phố buồn chân lòng bao nhiêu thương, chuyện tình yêu vẫn vương. Ngày xưa trời mưa cây chi, cùng đưa đón nhau về ấm đôi nhân tình cha. Một người tan nát cuộc đời, một người đêm tay gối chia ly có gì vui. Trời mưa nghe ta buốt con tim xuân vào kỷ niệm cho thơ tròn cả một đêm. Tôi anh ơi đã rồi còn chỉ nữa, anh ơi đừng kêu đồng chỉ vàng. Anh đã đạt được những điều ước mơ, cần nhắc chi chuyện xa xưa, đừng ngó lại quãng đường dài. Dù cho hôm nay anh đã quay về hai cánh tay
chối mọi lỗi lầm bổn phận, làm mẹ làm vợ ràng buộc mà dường như em muốn pha bỏ xuất tiền đạo lý, lòng em bâng khuâng hồi hộp như vợ mình mới quen nhau, thèm được ngã vào tay anh công tức và cây lễ cho nhau nghe những chuyện tâm tình. Chúng ta vẫn còn yêu nhau, yêu nhau như thuở ban đầu mà. Nga, âm Triệu Phu. Triệu Phu, Nga. Ba. Ba. Hai con không thể làm như vậy được đâu. Tình yêu người không là con vật, ngay trong căn nhà vắng chủ này đây, đừng tạo ra cảnh gian phu. Ba. Sao ba biết con ở đây mà đến đây tìm con vậy? Tao là ba của mày mà không biết tánh ý mày sao mày? Ông Thuận là người rất tốt, sống yêu người và rộng lượng bao dung. Bà, từ trước tới giờ sao ba không nói cho con nghe? Tại sao ba không cho con biết tin con của con vậy? Mày nói đứa nào là con của mày và đứa nhỏ ấy ở đâu? Thưa bác, con đã nói hết rồi, anh nghe và muốn khuyên rũ con. Nga, con đã làm chuyện giải cờ rồi, con có biết không con? Giải cờ gì ba thử phân tích con nghe. Trong khi con có quyền đối với Nga và với đứa con máu thịt. Mày nói mày có quyền gì? Mày nói thử tao nghe. Một thằng phụ giống một người cha vô lương tâm và vô trách nhiệm. Mày nay đã thành nhân có râu rồi chứ không còn trẻ thơ ngu dại. Bây giờ mày hãy đi với tao ra khỏi nhà ông Thuận mau đi. Ba, ba biết rằng con thương và kính trọng ba lắm, nhưng bây giờ con xin ba để con ở lại đây. Ba đi đi, ba về đi. Triều Phú, mày không thể ở lại đây được. Hãy đi với ba. Ông Thuận đã làm tất cả những việc gì phải làm, cho dù phải bỏ tự ái, bỏ danh dự để cứu vớt một người đàn bà đã bị mày bỏ rơi và nuôi dưỡng đứa trẻ kia. Trong khi người ta lo hạnh phúc cho con mày, mày lén vào đây quyên rũ vợ người. Ba. Trong đêm tôi bơ vơ khi chồng ta vắng mặt. Không, ba, ba hãy nghe con nói. Mày khói cần gì? Giải thích với tao. Anh Triều Phú ơi, bác con đã dạy đúng điều phải đau. Ngài. Anh đòi vợ, đòi con, anh đâu có gì là trái đạo, không có gì là trái đạo nha. Anh quyết ở lại đây chờ đợi ông Thuận về. Khốn nạn! Ba! Mày là con tao không phải nghe xúc sân, tình yêu và bản năng hai việc chớ lạc lầm. Con cảm ơn bác có lời cảnh tình, con hiểu rõ tình nghĩa. Phú, tao nói cho mày mừng, gia đình tao có đủ hạng, thô lỗ hoặc ngang tàn, nhưng chẳng có đề hèn lưu manh đi cướp vợ người ta. Ba, chuyện của con ba không hiểu được, con cần nói cho ba hiểu rõ trước sau. Mày khỏi có cần giải thích với tao, mà chuyện của mày chẳng được quang minh, nên câm miệng lại không cần biện bạch. Mày phải theo tao ra khỏi nhà ông Thuận, tránh đường lầm lạc. Anh Triệu Phú, ba anh nói có lý. Chết, ông Thuận chồng tôi về. Ủa, mình còn thức à? Sao thức khuya vậy? Sao mình trở về xe ban hả? Không, anh vừa lên xe thì gặp bác sĩ Tài, mọi chuyện thảo luận xong. Ủa, kìa... Nhà anh... mình có khách đến thăm. À, xin chào, chào cậu Triều Phú, cậu mới về hả cậu? Dạ, chào ông. Cháu nó được nghỉ phép, đi ngang qua đây nó ghé nó thăm. Triều Phú bây giờ lớn hẳn ra rồi, dáng mạnh khỏe và rất đẹp trai trong bộ áo thủy thủ. Triều Phú thay đổi nhiều quá phải không mình? Đúng vậy, nhìn kỹ mới nhận ra. Và ông cũng thay đổi quá nhiều. Tôi thay đổi gì đâu,
Cậu về nghỉ phép lâu chứ cậu Phú. Cái đó còn tùy. Nếu tôi muốn, tôi có thể ở lại đây luôn. Hả? Ở lại đây luôn? Còn gì đáng mừng nữa phải không mình? Điều đó còn tùy thuộc vào nhiều việc. Tùy thuộc nơi cô Nga và cả ông nữa. Tôi chưa hiểu rõ ý cậu muốn nói gì. Thì bây giờ tôi nói cho ông hiểu đây. Ngày xưa cũng như bây giờ và những lúc xa xôi, tôi luôn nghĩ rằng Nga là vợ của tôi rồi. Nghĩ cũng trở triêu triều phố chốn nhà hai tuần, rồi tự nhận vợ người là vị hôn thê. Anh không nghĩ coi nghe làm sao cho được. Tôi chỉ biết rằng Nga là vợ tôi trọn vẹn. Nàng đã có con và cùng tôi hạnh phúc sống chung. Triều phú mày hãy quên đi bao nhiêu mộng đẹp, hãy thực tế hơn quên mối tình xưa lãng mạn. Hãy mở mắt ra hướng nhìn tương lai tươi sáng, đừng có đuôi mù mà đuổi mồi bắt bóng vô lưng. Tôi hỏi ông, có dám chắc được rằng đứa bé sơ sinh là con của ông hay là của ai? Ông và tôi, ai là quyết dục tâm tình? Có thể tôi là cha ruột của đứa bé kia chăng? À, thôi, chú Triều Phú à, chú đừng nói gì nữa. Tôi đã biết trước mà. Tôi biết trước ngày trở về của Triều Phú. Và tôi đã âm thầm lo sợ. Tôi chờ đợi từ 2 năm nay rồi. Bởi vậy cho nên trước khi tôi đi ngủ, không đêm nào mà tôi không tự nhủ rằng, nếu ngày mai Triều Phú trở về, mình sẽ nói sao đây? Nếu Triều Phú muốn cướp đoạt tất cả những gì quý báu nhất của đời tôi phải trả lời với Triều Phú thế nào đây? Tôi đã chuẩn bị cho tôi rất nhiều câu trả lời thật là hùng biên, để tôi có thể dành lại cho tôi bao nhiêu nhớ thương quằn nặng ở trong lòng. Vậy mà giờ đây trong một phút giây chạm mặt bất ngờ, bao nhiêu lời chuẩn bị sẵn sàng hùng hồn đánh thép bỗng bay dèo và biến mất ở trong tôi. Môi run run không mấp máy được nên lời không thể nói câu gì cho rõ ràng tâm sự. Tất cả đối với tôi giờ đây đã trở thành vô nghĩa, đối với tôi đã trở thành quang mạc lạnh lùng. Ông Thuận, dù 2 năm nay tôi có lỗi lầm, nhưng tôi có thể tha thứ được. Tại vì Nga đã không cho tôi biết là Nga đã có thai. Còn Nga, mình đã nên sẵn sàng có chủ ý riêng của mình đi Nga. Em không thể nói gì hết, suýt nữa là em phạm tội. Tôi biết, và mình à, mình đừng nên thương hại cho tôi. Đừng thương hại cho tôi. Không, em muốn nói gì mình bằng tất cả cảm tình của riêng em. Với những gì đang hiện diện trước mắt chúng ta, bao lời an ủi đều dễ khiến cho lòng tôi thêm tội hồ. Với tuổi trẻ thanh xuân người ta chiếm nhiều ưu thế, nhưng tình làm chồng làm cha tôi nhất định phải hơn nhiều. Mình ơi, kẻ đàn ông muốn vững bền chiếm giữ tình yêu của đàn bà chỉ bằng vào tấm lòng cao thượng. Trước đối với mình em chỉ có niềm kính trọng, nhưng tư cách quảng đại của mình em đã lấy lòng yêu. Không được, anh nói là em nói như thế không có được. À, Triều Phú à, bây giờ cậu hãy nói đi, cậu muốn đòi cái gì cậu Phú? Tôi muốn nói là ông không nên vì sự lỗi lầm ngu dại của tôi mà nỡ để gì đó mà đổ vỡ cuộc sống của nhiều người. Nhiều người? Đó là những người nào? Nga, tôi, cha tôi và cả con tôi nữa. Còn tôi? Tôi sẽ ra sao cậu Phú? Khi làm nghĩa cử tốt, ông đã được sung sướng và hạnh phúc 2 năm rồi còn gì nữa. Đối với những việc ông đã làm, tôi xin ghi nhớ suốt cuộc đời. Nhưng bây giờ, tôi xin ông hãy cố thu hết can đảm mà tả lại những gì nó thuộc về tôi.
Phú, sao mày vô lễ và mày hấp tấp vậy Phú? À, anh Phong à, con của anh nó thừa can đảm đòi hỏi người khác phải hy sinh cho nó mà. Hả anh Phong? Nga, mình à, ngay từ lúc con trẻ chưa ra đời, tôi đã lo cho nó tới ngày mà con mình nó khôn lớn. Nè, mình nhìn kìa, mình nhìn trên bảng hiệu từng cơ sở, từng cửa hàng của tôi, Thuận công ty hoặc là cửa hàng cơ sở Thuận. Sao những chữ Thuận vẫn còn chừa một khoảng trống để mà tôi viết thêm cái tên Thành, con trai của mình nó tên Thành. Chắc mình cũng hiểu sau này nó lớn lên, mỗi công ty cơ sở cửa hàng Thuận đều dễ dàng trở thành là công ty cơ sở của Thuận Thành. Ngay từ bây giờ, tôi đã lo cho con rồi. Đó, tất cả có thấy được lòng tôi thương con tôi không? Tài sản này của tôi bây giờ đều là của hai cha con. Cho dù thật tình nó là con của ai đâu, khi tôi đồng ý nhận lời săn sóc dưỡng nuôi thì thâm tâm tôi đã coi như nó chính là mau thịt của mình rồi. Còn riêng mình dầu mình gặp trái ngang chiều về làm vợ, tình tôi cũng không phân biệt, vẫn luôn toàn vẹn nghĩa vợ tình chồng. Nếu cần vì mình tôi chết, tôi cũng chẳng do dự băn khoăn. Kìa mình, tại sao mình lại nói thế với em? Có ai đòi hỏi anh chết bao giờ? Tôi muốn đòi ngã, vì ngã là người tôi yêu tha thiết. Cha con tôi là máu thịt, cha con chồng vợ xuân vậy. Tôi hiểu chuyện tình yêu không thể buộc gian này, vậy thì xin ông vui lòng trả lại người yêu sẽ là vợ của tôi không? Tôi đã từng nghĩ ngày cậu về sẽ đòi lại nha, dù tôi nghĩ rằng cậu không đến đòi vợ, vì điều mong muốn của Triều Phú là đòi lại cô nhân tình mà anh đã hôn môi ân ái, nghĩa là anh muốn đòi một người tình trong dị dạng, chứ không đòi một người vợ hợp ý tâm đầu. Nhưng tôi nghĩ giờ đây Nga chỉ quen làm vợ làm mẹ mà quên dị dạng người tình. Nga, nếu em thật sự còn yêu Triều Phú và nghĩ chính đây mới là hạnh phúc thì cứ mặc kệ thôi. Em biết là em được quyền chọn lựa tự do, và em nên biết là tôi không bao giờ chống lại. Và nếu chúng mình xa nhau tôi hoàn toàn chịu lỗi, tại vì tôi nên mới có cuộc chia ly đớn đau này. Anh Thuận có những ý nghĩa cao thượng chứng tỏ anh không phải là con người ích kỷ. Còn đứa bé, nó vẫn là con tôi. Còn gì đâu em, dẫu rằng hai năm hương ái ân chưa nhòa, thương tích còn vẫn hằng. Mối tình đầu tiên bờ môi vương niềm trái đắng, nhưng giọt đắng đầu tiên tình yêu đâu không bao giờ quên. Nồng nàn chia tay giờ người yêu xưa nay đã vui xuân dày, ân ái tình nở làng cũng đoạn trường cũng sầu rung âm thanh nức nở. Mỗi đôi canh buồn tân sầu ngô dài trên cây tình yêu. Ông Thuận, ông tưởng rằng ông khôn ngoan hơn tôi sao cho nên ông dên gian lên giọng? Tôi bằng lòng trả lại người đàn bà, tôi chỉ xin giữ lại đứa con. Ông biết rằng nếu không có đứa bé thì mẹ nó sẽ chẳng ưng lòng. Nếu ông ngay thẳng thật thà,
Tôi xin ông hãy trả con tôi lại cho tôi, vì nó là máu huyết của tôi với Nga kết tổ. Nó là sợi dây thiêng liêng mà đạo trời đã định để ràng buộc đời tôi với Nga trọn vẹn ân tình. Mày nín đi! Con Triều Phu! Cậu muốn đòi bắt đứa bé đó sao? Tại sao cậu không đòi luôn đôi mắt của tôi, máu thịt của tôi, trái tim của tôi đi? Không, không, trăm lần không, ngàn lần không. Cậu không có quyền bắt đứa bé ấy. Cậu có thể có nhiều ưu thế hơn tôi là thuyết phục được mẹ nó. Nhưng còn nó, tình thương của cậu yêu thương nó không bằng tôi đâu, không bằng tôi đâu. Cậu dám tin tình yêu của mình với Nga không đủ chính để con ngài chịu thất bại bởi bản năng làm mẹ của người đàn bà sao? Cậu thiếu tự tin như thế à? Cậu còn trẻ, Nga cũng còn trẻ, hai người thừa sức tạo ra hàng đàn con trẻ mà. Còn bé Thành nè, nó là đứa con duy nhất của tôi. Mình, nó là đứa con đầu lòng của tôi, mà cũng là đứa con út của tôi. Chẳng có ai có thể bắt con của mình cả. Mình không hiểu em sao? Đó, con tôi ho đó. Nó ho kìa. Sao tôi không nghe vậy cả? Phải, không ai nghe cả. Vì có ai để tâm tới nó bằng tôi đâu. Tôi nghe rõ ràng mà. Tôi phải vào với con tôi. Con ơi, ba nè con. Ông Thuận, ông chưa giải quyết trước mắt, tại sao ông lại bỏ đi? Ông đã nghe tiếng ho của đứa nhỏ thì hai con cũng nên nghĩ rằng ông ta đã giải quyết dứt khoát rồi. Anh Triệu Phú, đứa bé chẳng thuộc về anh. Chẳng thuộc về anh. Anh là cha nó trước khi sinh ra nó kìa. Nhưng sau khi nó ra đời, khi đã là cha đó, thì dù còn ở trong bào thai hay đã sinh ra đời, tôi vẫn là cha của nó vẫn là con của tôi. Mày nín đi. Mày chỉ tạo ra nó bắt đầu bằng một cái phôi nhỏ nhoi vô tình, vô hậu. Rồi chính mẹ nó đã đem máu mình nuôi dưỡng cho con. Sanh nó ra, nó cân nặng 4 ký. 4 ký xương thịt của mày được mấy gram chứ? Bây giờ nó đã cân nặng được 9 ký. 5 ký là của ông Thuận dung đắp cho nó bằng tất cả tâm tình và sức lực già lão của mình. Tình yêu thương đó mà chỉ tính bằng 5 ký lỗ xương thịt đó, quả là còn quá nhẹ. Tình yêu thương đó phải được kể như núi Thái Sơn và nước ở trong nguồn. Tình yêu thương dẫu vô hình nhưng thâm sâu và to rộng khôn cùng. Còn mày, mày không thể tự nhiên xuất hiện rồi giành lại những thâm tình không hề vũ lợi của người ta chứ. 5 ký thịt yêu thương của những đêm phờ phạc xót xa, phần tao và con Nga có chi, tất cả đều là của ông Thuận. Còn mày, mày đã cho gì cho đứa nhỏ chứ? Nếu có chẳng chỉ là sự bội bạc vô tình. Mà, nhưng con đã tạo ra mầm sống, thì nó là con của con. Nó là con của con mà. Chính con là người đã tạo ra mầm sống cho nó đó bà. Mày nói tao nghe tao mắc cười quá. Mầm sống hả? Thú vật cũng tạo ra mầm sống. Con bò, con chó cũng cho con nó mầm sống. Giả lại, mày đâu có muốn có đứa con này đâu. Điều mày muốn chính là dục vọng của mày, không? Mày đừng có ngụy biện, bảo rằng mày tạo ra mầm sống hả? Nó được tượng hình bằng vô tình, vô ý thức, ngẫu nhiên mà. Rồi mày lánh lùng bỏ đi, không vương bận ưu phiền, bỏ mặt mẹ nó ôm nỗi sầu riêng tủi nhục. Nếu lúc đó không có ông Thuận ra tay cứu dân và đem tình thương ra mà bảo bọc trẻ thơ, thì làm sao có được cuộc gặp mặt như bây giờ để mày lớn lối nghênh ngang tạo ra mầm sông. Nó đã chết ngay từ khi chưa kịp tưởng ra hình dáng, để hôm nay mày nhân danh mầm sống tranh giành. Ba nói làm sao?
Bây giờ con hỏi ba, ai? Ai mới đáng gọi là cha? Người cho mầm sống ngay, người trả tiền nuôi dưỡng. Hãy nghĩ thật lòng xét cho đúng nghĩa. Người nào biết thương đó thật lòng mới đáng gọi là cha. Phú anh ơi, khi vui thú ấy ưng, anh đâu nghĩ làm cha một cách sẵn sàng. Một đứa trẻ không cha, không nguồn gốc, mẹ nó mang trong lòng bằng tuổi nhục với buồn đau. Nga, anh Giang em, anh Giang em đừng hờn trách anh mà. Anh Phú, hoàn cảnh hiện giờ không có chỗ dành cho những lời phiền trách. Bây giờ em Giang anh, đừng tìm cách bưng con ra khỏi cõi rễ tình thương của chính nó và của những người yêu thương nó. Dù thật lòng em vẫn còn yêu anh và yêu mãi mãi trong đời. Dù xa nhau lòng em vẫn không trời đổi bao giờ. Sống với ông Thuận, em là người vợ không tròn tiết hạnh, luôn nhớ tưởng anh qua nụ cười ánh mắt con tơ. Em thương anh nhiều lắm, em không chơi cãi bao giờ. Em đã rung cảm lúc anh nắm lấy vai em giờ tay hồi. Em sẵn sàng theo anh dù góc biển chân trời dịu dời, nhưng em không thể giống ân cùng đưa con bác phần vô phần. Con của chúng ta sẽ mang nó theo. Nào có tội gì đâu, có mất mát cái gì đâu. Không, anh Triệu Phú, nhưng em không có quyền làm như vậy. Đời em đã một lần xa xuân buồn nhớ tội lỗi. Chính ông Thuận là người đã xa tay thương giấc đời em. Thuận đã cho em lại cuộc sống đã mất và hồn máu vô danh kia trong đêm ra đời. Nỗi nào có ấy biết gì đâu, của một người đàn ông đã căng sẵn để chịu đau sự cao cấu điên cuồng của mẹ nó trong giờ ở cư. Người đó tự nguyện sớt chia cuộc sống cùng mẹ con nó, trong khi không hề mang trách nhiệm gì huyết nhục thâm tình. Hãy như buổi đầu anh chọn lựa, biển cả là của anh. Thôi thì anh hãy đi về cùng biển cả. Còn đời em và con chúng ta đã thuộc về người đó, anh hãy đi đi và can đảm nhận số phận riêng mình. Trời ơi Nga ơi, em điên rồi, em điên rồi. Triều Phú, chỉ có mày, mày mới là thằng điên thiệt á. Phải. Ừ, tôi đã điên. Bây giờ tôi đã điên rồi, tôi điên lên đây nè. Tôi không đi đâu hết, tôi sẽ ở lại đây. Nó quậy rồi. Ở lại đây coi thử coi người ta dùng cách chi. Dành Nga với con tôi. Sao tan tàu mấy người chống mắt mà coi, thằng cha già này nè có trả lại tôi hay không cho biết. Và cũng biết rằng ai tính ai điên, đừng ai ngăn cản được tôi. Triều Phú, tao muốn mày ra khỏi đây cho đẹp. Ba, bây giờ ba đuổi tôi nữa hay sao? Không có ai đuổi mày, tao hay Nga cũng vậy. Có thể tin luôn ông Thuận nữa, chỉ có tương lai còn mày nó đuổi mày. Ba,
ba không thương con mà ba tàn nhẫn vô tình. Tao là cha của mày, không thương con mình biết phải thương ai. Ba, nhưng ba có thương con cũng thương theo đạo lý ân tình. Nhưng con đang buồn mất một tâm tình, sao ba đành lòng mà chẳng thương con? Thương, ba nói là ba thương con lắm. Có điều là mày bây giờ già đầu rồi vậy đó, mà mày còn kêu gọi lòng thương yêu bảo bọc của cha mày. Còn nó, đứa con của mày nó chỉ là đứa trẻ sơ sinh yêu ớt. Chính nó cần tình thương của cha nó gấp trăm gấp ngàn lần lẫn con ơi. Hãy hy sinh cho nó mà đừng giành giật cái gì của nó hết con à. Con cảm ơn ba, con đã hiểu. Thưa ba, ba đã mở rộng cánh cửa khoáng đạt trong lòng con. Bây giờ con đi, ba ở lại. Vĩnh biệt em. Nhờ ba thay lời gửi lời cảm ơn và lời chào vĩnh biệt của con cho ông Thuận nghe ba. Thưa ba, con đi. Mình cảm ơn mình đã vì tôi mà đành từ giã một cuộc tình xung sắc. Tôi vì em, mà em vì con. Dân, có người ngoài tình yêu trai gái, còn tình ân nợ như mình à. Hằng tiễn đưa người về nơi cuối trời, nằm nguôi trong vườn người đang khuất xa. Tình ơi nơi chốn phương trời, nghiện đau rũ dẫn con em đềm, lời nào ru đưa tiếng đường. Một lần thôi còn nhìn theo tiếng đường, người dân xa lề sâu tu ước mi. Hàng phía sau chẳng lên tấm đường, ai đêm nghe quên cô rồi, làm người không trông tình yêu ơi. Tình yêu chất ngất nỗi đau, yêu ly tình rước yêu thương sao buồn. Ai đã về đây rồi biệt ly, nghe hồn dưng sóng gió cháy sầu rung rơi. Từ ngàn xưa tình đâu ai thỏa nguyện, người chẳng là tình trong ước mơ. Đời không mong có tao cũng vì biết lý cứ xem như là mình.